chào tất cả các bác nha. Đây là em mới về được 4 con Crown Macrotech 600 hàng lưu kho. Thì một con đã có chủ rồi, hiện tại là còn 3 con. Thì con nào cũng như đẹp như con nào, giá 12 triệu nha các bác, hàng sưu tầm nha. Em này thì cấu hình 2 tăng phô và chạy là 16 con sò vương miệng và 8 con sò thang, tổng là 24 con. Đấy. Tất cả hàng em sưu tầm từ Mỹ về thì dây nguồn riêng hết nha các bác. Bác nào sưu tầm hàng thì cứ liên hệ cho em Chiến nha. Cảm thấy đồ đẹp chưa? Tem nhôm, đấy, tem cờ còn nguyên hết, chỉ thiếu mỗi hộp xốp thôi. Đây các bác thấy còn nguyên tem đấy, hàng lưu kho nha các bác. Vừa rồi em có về được 2 con 2402 và 4 con 5002 thì đã bán rồi. Thì sáng nay về được 4 con này mà 1 con đã có chủ và hiện tại là còn 3 con. Bác nào mình là lấy thì cứ liên hệ cho em Chiến nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Ấn nút đăng ký ở góc phải màn hình nha các bác, thì các bác sẽ được luôn luôn cập nhật những cái sản phẩm hàng đẹp, hàng tuyển chọn để các bác thứ nhất là sưu tầm và thứ hai là mình thưởng thức và mình xài nó và mình ngắm nó ấy, mang chất là nghi hay bày đẹp. Bên em luôn phân phối đúng tiêu chí cho các bác là nghi hay bày đẹp nha, hàng đúng chất bãi về. Từ bãi là cái từ anh em Việt Nam mình hay nói vậy thôi, chứ tất cả là hàng nó là bên đó người ta bán cũng như là hàng sưu tầm bên đó nha các bác. Những con này đi vào huyền thoại rồi, những con đẩy Mỹ xịn sò từ những thương hiệu Crown, Carver, Boss, QC, Rebel, Electro Boy vân vân, rất là nhiều. Bên em phân phối đủ loại cho tất cả các bác từ giá thành 3-4 triệu, xin lỗi các bác, giá thành từ 6-7 triệu trở lên. Bên em làm đẩy Mỹ cho các bác, đẩy Mỹ nó chắc âm nó rất là tuyệt vời, nó mạnh mỹ, nó hợp tai với người Việt Nam mình nha. Hàng lưu kho quá, xài nước các bác cũng chưa xài được, đây là hàng lưu kho thôi, rồi vận chuyển về đẹp nhất nách luôn quá. Lưu kho nghĩa là gọi là tồn kho đó các bác, cực đẹp nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Nói chung về hàng đẹp thì các bác cứ theo dõi kênh của em, càng yêu thích sản phẩm nào thì cứ alo cho em nha. Luôn luôn có hàng đẹp hàng chất về cho tất cả các bác, với những sản phẩm nổi trội và hot, những con đẩy Mỹ Crown, QC, Carver vân vân và những thương hiệu khác. Trời đẩy Mỹ rất là phê, thật sự thì đẩy Mỹ nó quánh chất âm của Mỹ rất là lực, thì tai người Mỹ và tai người Việt Nam cũng cha chúng ta nó rất là giống nhau, cái gì cũng thích độ lực và canh tiếng mạnh mỹ bát canh. Đây đặc trưng của dòng Crown Macrotech mặt trắng 600 thì nó sẽ chạy là 2 tăng phô nguồn, 2 tụ vương miệng Philip tăng nhiệt và full vương miệng nha các bác. Tất cả là sò sát vương miệng và 4 con thang, tổng là 16 con sò sát và 8 thang, tổng là 32 con. Đây các bác thấy hàng lưu kho này. Bác là mình sưu tầm những con này mình chơi thì alo cho em Chiến nhé. Đây. Mới thấy trầm lo chưa? Mới tin. Hàng sưu tầm nha các bác. Crown Macrotech 600 giá 12 triệu đã bao gồm phí ship, bác nào chỉ không đủ em bớt 200 còn 11.800.000 sở hữu một con Crown. Đối với con này các bác chơi full 30 hoặc là 2-3 cặp boss vô tư nha, hoặc là 2 cặp 751, 2 cặp 351. Kiếm một con vang nữa là các bác đã có một bộ nghe nhạc và hát karaoke gia đình cực kỳ tuyệt vời rồi. Với 24 sò thì các bác vô tư rồi. Chỉ cần đối boss thì các bác cần, nó chạy chỉ cần 4 con là đủ đánh rồi các bác. Tại vì sao? 4 con sò này là nó công suất nó còn mạnh hơn cái con 203 của Jaguar các bác. Jaguar chạy 4 sò phát á, công suất không bằng 4 con này đâu. Khi các bác ghép với đẩy với vang thì thứ nhất là nghi và hát nó sướng, lực tiếng nó mạnh mẽ đó các bác. Hát nó nhẹ nhàng, nó không có bị gọi là nặng nề. Tại vì đã nó có con này nó đẩy ra rồi, nó mạnh, thoát tiếng. Rất là tầm tiền, giá ở phân khúc trên 10 triệu các bác có thể lựa chọn em này. Ghép một con vang nữa tầm 3 triệu hơn nữa thì các bác đã có một bộ nghe nhạc và karaoke rất là tuyệt vời rồi. Rồi bác nào mình sưu tầm những con hàng đẹp này thì alo cho em Chiến nha. Crown Macrotech 600, hàng lưu kho, giá 12, chỉ không đủ bớt 200, phòng 11.800. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật và theo dõi những sản phẩm mới nhất nha.